Hello TV Dũng Cây xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay thì Dũng muốn gửi đến quý vị và các bạn bón phân cho hoa mẫu đơn, thì vừa rồi là Dũng đã bón rồi nhưng giới thiệu qua thôi. Vâng, thì thưa quý vị và các bạn, thì vừa rồi thì trong năm nay 2022 thì nó ăn Tết xong thì trong Tết mưa quá nhiều luôn quý vị và các bạn. Cho nên là cây đỏ hết, rụng hết, lá quý vị các bạn đỏ hoảng hết. Thế cho nên là không làm gì hết cả, gửi cây cho khách Dũng cũng không gửi được. Mà như năm nay rét thì như TV rồi đài dự báo ấy, là 40 năm nay thì mới có một trận rét như thế này quý vị các bạn ạ. À. Đấy, thì cho nên là cây đây này, quý vị và thấy các bạn thấy nó cây đất lên lá nó lên đỏ nhung, nó vàng hết lá này. Mà nó rụng thì cũng có quý vị các bạn, mà tại sao cây của em nó cứ xanh lá mà nó cứ rụng hết lá xuống, là chính như vừa rồi nó bị do cái trận sương muối cách đây nó độ hơn một tuần trước, là có một trận sương muối quý vị các bạn, mưa nhưng mưa sương muối nhìn nó rất sót cây. Thế thì đây như là Dũng đã trồng thì trong năm này, xong đến bây giờ là quý vị các bạn thấy nhá, là gì Dũng chỉ quải cho một lượt phân gà trên chốc mặt đất này thôi. Đấy, quải một lượt hết một lượt phân gà mặt đất thôi, chúng ta tưới là sẽ ngấm từ từ, nó ngấm xuống chúng ta không phải cuốc nó lên. Thì vừa rồi thì Dũng cũng không làm được video cho nên là vì nó mưa quá cũng không làm được gì hết cả. Mưa đến nỗi là phát hốt nên quý vị và các bạn. Đây là những bông hoa đỏ nhung này. Như tới đây là cây nó bé này, là Dũng sẽ cắt bỏ hết toàn bộ hoa để cho cây nó lên mầm mới quý vị và các bạn. Những cái hoa chúng ta lấy kéo cắt để cắt lại toàn bộ. Cắt lên rất nhiều nụ quý vị và các bạn nhé. Thì Dũng sẽ cắt hết lượt. Đây là những cây mũ đơn bé Dũng mới dòng này, mỹ cam này. Đây là mấy em mỹ cam này dòng dưới đất. Đấy. Còn đây là những cái cành chiết thì quý vị các bạn này. Dũng dòng vào tháng 12 xong cuối cùng nó rét quá nó nằm im này. Bây giờ bắt đầu mình nằm im mà rụng hết lá luôn. Như này thì quý vị các bạn có những người thì bảo là chết, thực ra thì đang bắt đầu là nảy mầm lên rồi quý vị các bạn nhé. Không phải là chết đâu ạ. À. Nó chụt lá. Đang bắt đầu nảy mầm những cây này, đây những cây này vẫn tươi này. Đấy. Đang nảy mầm. Phát hốt thì vì cái mưa, cái rét quý vị các bạn ạ. Đây, Dũng review một lượt qua cho quý vị các bạn đây. Vừa rồi là Dũng bón phân hết một lượt. Sớm nay vừa rồi bón phân hết một lượt hoa mẫu đơn này của vườn. Để nó mấy hôm nữa là sẽ lên. Hôm nay là để Dũng xem năm này bao nhiêu. Đây. Hôm nay ngày 28 tháng 2 quý vị các bạn, dương lịch ạ. Âm lịch thì hôm nay là 28 tháng Giêng. Và đây, toàn bộ Dũng vừa rồi đã bón phân hết rồi nhá. Đấy, sang đi nó. Tiếp tục. Đấy, đến thưa quý vị các bạn thì đây là vào đến hoa dâm bụt của Dũng. Đây là một giống dâm bụt vàng kép gọi kép làm nhụy quý vị các bạn. Đây thế tại sao gọi đây? Kép vàng kép làm nhụy này. Thì tại sao gọi làm nhụy? Vì nhụy đây. Đấy, một nhụy này, những cái bông này thì nó lạnh nhưng chưa thể hiện hết nhụy. Để Dũng xem cái bông là nó thể hiện hết cái nhụy thì Dũng sẽ gửi đến quý vị các bạn. Đây vàng kép năm nhụy như này quý vị các bạn. Đây nhụy, đây là phần nhụy. Đấy, đây là một này, hai này, ba này, nhụy giữa này, bốn này, đây năm này. Đấy, nhụy vòng tròn này quý vị các bạn. Nhìn nó rét thế thì hoa nó nở không tơi không rộng, lâu lắm rồi thì nó mới có một chút nắng, bắt đầu hừng nắng quý vị các bạn. Nhưng mà theo đài nó dự báo chỉ hừng nắng được có 3 đến 4 tiếng đồng hồ đấy ạ. Đấy. Đấy. Đây là dâm bụt vàng của Dũng này. Thì bên cạnh dâm bụt vàng Dũng trồng thì bên dưới này, bên trong này cái độ thưa của nó Dũng đã dùng sen là hoa mẫu đơn. Nên là Dũng muốn xen canh một cách cây cho nó triệt để. Cứ bán cây nọ đi thì cây kia lại lớn. Cũng như Dũng chia sẻ với quý vị các bạn này, khi chị đi thì gì nó lại lớn. Cho nên là Dũng cứ dòng xen canh thì quý vị các bạn đây. Đấy. Thôi thì mỗi thứ một chút quý vị các bạn ạ. Vì mình làm vườn. Nói chung là cái hoa dâm bụt vàng thì Dũng thấy cái ưu điểm của nó là nó khỏe cây. Và đồng thời là rất nhiều hoa, lúc nào trên cây cũng có hoa có nụ quý vị các bạn nhìn. Mùa rét nhé mà nó không hề xi nhê luôn. Vẫn cứ nụ vẫn cứ hoa như này đây. Hoa rất rực rỡ rất đẹp. Đấy.
và chắc là hoa rất nhiều phấn, ong đến lấy phấn hoa rất là nhiều quý vị các bạn ạ. Đấy, đây là đến vườn sâm bụt của Dũng, núi sâm bụt vừa rồi thì Dũng trồng cũng trồng được trong năm quý vị các bạn ạ. Tới đây là cũng chiết bớt cành ra rồi, tỉa cành được rồi, ép lại thân như Dũng bắt đầu chuẩn bị làm. Đây. Đấy, quý vị ạ, đây Dũng để thoát thân rất đẹp nhỉ. Nói chung là mỗi thứ một tí, và vườn nó phải nhiều màu sắc thì sắc màu nó rực rỡ thì nó mới đẹp. Vâng ạ, lâu lắm hôm nay Dũng khoe cái vườn cây của Dũng một chút. Đây, những cái cây này lại hứa hẹn là trong một dịp gần nhất lại gửi cho những cái khách hàng của Dũng, những người yêu quý cái hoa dâm bụt thì Dũng sẽ gửi tới đây. Bây giờ thì nó vẫn còn hơi nhỏ, chưa bán được ạ. Muốn để nó cây nó to một chút. Còn thế này nó vẫn hơi nhỏ. Đây, những cây này thì nó cao 1,5 m hết quý vị các bạn nha. 1,5 m này. 2 m đấy ạ, không phải 1,5 m đâu ạ. Chỉ là đẹp. Đấy, bây giờ thì Dũng ấy tiếp tục quay cái vườn này. Đây còn một chỗ này khoảng 500 cây mỗi đơn giống nữa, nó rét quá nên Dũng chưa gửi cho khách. Tới đây thì Dũng sẽ gửi nốt. Vâng, thưa quý vị các bạn, thì đây Dũng có chiết được một số, đây là gọi là cây nhài ba lá của Dũng này. Đây, nhài ba lá này Dũng mấy hôm nữa sẽ lấy mấy cây nhài ba lá loại siêu phẩm về quý vị các bạn, banh 15, banh gốc được 15 mẹ. Đây, thêm giống cây rất khỏe quý vị các bạn. Rồi nó rét quá nên là nó không đỗ được hoa, hoa hỏng hết hoa. Mà cây này thì chuyển cho khách dòng rất đảm bảo, cây khỏe đây, chắc cây quý vị các bạn nhé, rất khỏe, rất chắc cây. Chúng ta chiều cao thì trên 1 m hết rồi. Chúng ta định để đâu chúng ta cắt bớt lên đấy. Đấy, chuẩn bị đây. Bây giờ những cái luống này là đã gửi cây cho khách rồi. Chuẩn bị đất không lại vào luống mới đây. Những cái luống này là đây nha. Đây là mẫu đơn lúc này. Đấy. Cái lô này cũng sắp bán cho khách cái nơi rồi. Khách đặt là cứ bán dần đây. Quý vị các bạn thấy là gì? Xương muối này. Cây này cháy nó rụng hết lá, đây chính là xương muối này, không hốt được quý vị các bạn nhé. Nắng ấm lên cánh là nó sẽ đẹp ngay. Cho nên chúng ta cũng không nhất thiết phải dùng phân dùng thuốc nên không ngại. Đấy, Dũng vừa quái phân để cho nó ăn thêm một chút. Đây, hôm nay nó nghe nắng lên cái, hôm nay thời tiết nó ấm lên nó không mưa này. Nhìn này, quý vị các bạn nhìn cây bắt đầu này, búp lên phải sắc ngay. Đấy, cho nên cũng không lo. Quái phân nó đọng trên lá. Phân đặng trên lá chúng ta có thể đi gõ bớt này cho nó xuống cái phân, khi chúng ta tưới nước nó phải bớt trên lá, đỡ bẩn, đỡ bị cháy lá. Và sang bên này là mai, nhưng hoa mai của đất Dũng thì trồng phải chậm lớn quý vị các bạn. Đây là mai thứ quý này. Còn đây là mai miền Nam này, mai vàng này, mai dảo này. Đấy là Dũng nó ươm lên rất tốt. Mai dảo này thì nó lên được 6-70 phân. Vâng, thì cuối chương trình cho Dũng xin gửi lời chúc đến toàn thể quý vị và các bạn một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng nhé. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video sau ạ.